Ngày 30 tháng 30 tháng 7 em lại lên sóng cho các bác ngồi ở nhà tránh dịch xem qua một chút. Con này là con đực. Con này con đực các bác ạ. Con cái thì em cắt một tí chóp đuôi ở đầu. Đây là cái đôi em vừa gửi cho một bạn ở hội hít. Nhưng mà em cũng tiện thể em quay luôn lên kênh. Bạn hội hít mà không có thiện chí thì em sẽ để cho anh em nó xem kênh. Mấy hôm nay em thấy có một bác ở đầu Hà Nội, bác vẫn chuyển hàng cho em tốt. Đấy. Mặc dù cái bác thì em cũng không hiểu thế nào mà hình như là mọi người là xác định là chống dịch dài, nên ra là các nhà xe họ đều quay sang là vận chuyển hàng hết. Họ đi cái xe để nhận hàng. Chứ nếu bây giờ mà cứ ngồi chờ hết dịch thì chắc là nó cũng rất là căng. Tuy nhiên là ý thức chống dịch thì vẫn có. Em thì thực ra là em chỉ có gửi cho bà chị ở người nhà từ Ba Vì về đến trung tâm Hà Nội thôi. Còn mọi vấn đề ra khỏi cổng này là em, bà chị thì bà chị người nhà thì ngày nào em cũng gửi bà chị đi rất là thuận tiện rồi. Còn em gặp bà chị là xong, em cũng chả phải ra đường mà cũng chả phải giãn cách gì cả, ngay ở đầu cái hẻm nhỏ nhà em thôi thì cũng không bị công an soi mói gì cả. Đấy, con đực nó vừa nhảy xuống này. Chân móng hết sức bình thường. Đấy, đôi này là đôi phấn hồng. Đôi này quả to lắm. Bắp chuối luôn. Hàng nhóm 1 thôi. Em đặt tên là clip số 30. Bác nào có thiện chí làm giống thì cũng là đây là một cái dịp. Với các bác ở nội thành Hà Nội thì em vẫn gửi bình thường, không vấn đề gì cả. Còn với các bác ở các tỉnh khác thì em phải gửi với cái cước phí nó cao hơn một chút. Thường là mỗi một đơn thì nó sẽ đắt lên khoảng 100.000 so với ngày bình thường. Bởi vì là hình như là các nhà xe họ phải lấy đủ để họ lấy đủ tiền xăng, tiền dầu hay nào ấy. Đấy, thì tóm lại là vẫn gửi được bình thường. Thì hệ thống của em vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Mà hôm nay thì trước thì rộ rộ thì ngày vài đơn, 5-7 đơn, chục đơn, nhưng mấy hôm nay thì 2-3 đơn là vẫn duy trì đều. Đấy. Nên là em cũng chả ra ngoài, gần như là cũng ăn rồi chỉ ở trang trại thôi. Em có bà chị, thuận tiện là cái là có bà chị. Bà chị bà kết nối rất nhiều với các bác ở dưới trung tâm Hà Nội đi các tỉnh luôn. Nên là cũng đây là cũng là một cái thế mạnh, đây cũng là cái may mắn của em. Đấy. Đôi này clip số 30 nhá. Bác nào kết đôi này thì em để giống cho. Giá thì các bác cứ alo thẳng cho em. Đấy. Đấy. Cũng có thể là khách quen, cũng có thể là giá dịch Covid, cũng có nhiều những cái vấn đề. Đấy. Để chúng ta trao đổi với nhau qua điện thoại. Đấy. 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 Đây là cái con đực này. Con đực này thì cái đuôi của nó là nó ở đâu, con cái, xin lỗi các bác, đây là con cái đuôi cắt chóp một chút mà ấy mà. Đó, con cái ở xa, con đực ở gần. Con đực là cái lông đuôi của nó không được đẹp, nó không được gọn. Đấy. Bán hàng tự nhiên thì nói của mình không được đẹp, mà đúng nó không được đẹp thật, so với con mái kia thì nó không được đẹp thật. Đó. Rất là đáng yêu đúng không? Đôi chim bậu cháo cháo đầu. Ok, cái số Zalo của em cũng như số liên hệ của em là 033 5305 982. Đấy, trong buổi chiều ngày 30 tháng 7 thì em xuống trang trại chim thì em cũng chỉ biết quay những cái clip như thế này để cho các bác ngồi nhà các bác xem cho nó bổ mắt. Bác nào mà đã biết đến em rồi thì các bác yên tâm. Đây là một kênh bán chim chim cu gáy thôi, thì không phải là chim liên man mình bán cái gì cũng bán đâu, bán chim cu gáy đấy. Ngoài ra thì bán đồ điểu, bán con chuột lang bọ ú thôi, chứ còn chim cu gáy là cái màu sắc chính trên cái kênh của em, nên là với cái số lượng hàng nghìn con ở trên một năm cung cấp ra thị trường thì các bác yên tâm là các bác không sợ đấy. Tất cả những cái chế độ của bên em cũng như uy tín của bên em thì các bác tự theo dõi cái kênh này. Một cái kênh khoảng 50.000 lượt đăng ký thì các bác cũng biết rồi. Đấy, và rất nhiều người yêu mến em. Đây là đôi chim nhá, đôi chim rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Con cái bậu ở trên.
con cái hơi cắt thì chọn đuôi các bác ạ. Con đực này thì nó sáng, người dài hơn chút, hiếu động hơn chút. Ok, số Zalo cũng như số liên hệ của em Thao tại Ba Vì là 033 5305 982. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.